tăng cường pate vô quá nhiều luôn. Pate mình thấy cái màu rất là anh thấy khói lên không? Nóng hổi luôn, mới trong lò ra luôn đó các bạn. Dạ. Bốc khói là mờ ống kính luôn các bạn ơi. À, đụng tay cho thấy bốc khói được rồi. Đụng vô là phải đeo bao tay, không đeo là bị người ta la. Có một ngày mình bán chắc là có tính được khoảng bao nhiêu số lượng bánh mì ha. 2.000 mấy trăm một. Ghê thiệt. Chào mừng các bạn khán giả của kênh Bốn Mùa Ẩm Thực nha. Hiện giờ mình đã đang đứng ngay một cái bục minh ngay cái giao lộ giữa đường Nguyễn Trãi và đường Công Quỳnh ở đây, nhất ở Sài Gòn đó các bạn. Thì ở đây mình thấy bên kia đường có bánh mì Bà Huynh tọa lạc mấy căn nhà mặt tiền luôn. Vị trí ở đây kinh doanh buôn bán, giá mặt bằng này cũng rất là cao. Và cái Bà Huynh là chiếm một cái khoảng không để buôn bán rất là to. Được biết bánh mì Bà Huynh này thì cũng mở mấy năm thôi các bạn, nhưng mà Tiến Tâm thì cũng đã gian dội một thời. Và các bạn nào có theo dõi về ẩm thực, về bánh mì ngon nhất ở Sài Gòn hay gì đó thì các bạn có thể là biết được ha. Đặc biệt bánh mì Bà Huynh ở đây thì cả những người Sài Gòn, cả giới trẻ rồi du khách người nước ngoài, ngoại quốc cũng tới đây cũng đều biết tiếng bánh mì ở đây, và họ đến mua ăn cũng rất là nhiều ha. Cho nên mình sẽ vào đây, mình sẽ quay một số hình ảnh ở bánh mì Bà Huynh và mình đang review cho các bạn cùng xem nha các bạn. Và mình rất mong được các bạn cổ vũ nhiệt tình, mình mời các bạn cùng vào cái bánh mì Bà Huynh với mình nha. Bánh mì Bà Huynh thì nằm ngay góc đường Khống Quỳnh và đường Nguyễn Trãi đó các bạn, ngay cái vòng xoay đó luôn. Bánh mì Bà Huynh đó các bạn, mình thấy khoảng 3 gian nhà luôn, và hiện giờ khách thì cũng đang mua rất đông, và những cái shipper đứng chờ để lấy hàng đi giao cũng khá là đông các bạn. Mình thấy hình như là chỗ này thì là có thể mua rồi ngồi ăn nè. Rồi gian này thì mình thấy bán bánh mì, bánh bao, rồi những cái thứ khác nữa. Rồi cái gian bên này thì bán những cái giải khác thôi các bạn. Giờ mình vào mình quay một số hình ảnh về bánh mì Bà Huynh các bạn xem nha. Khách có thể gọi order ở đây các bạn. Những cái món hàng nè. Bánh mì đặc biệt 70.000, ổ lớn 55.000. Cái món ngon Bà Huynh như là xôi mặn là 45.000, xôi khúc 26.000, bánh giò 16.000, bánh dày chả 36.000, bánh bao 28.000, bánh chưng nhỏ 35.000, tráng miệng thì có bánh chuối nướng bơ 35.000, bánh lăng, sữa chua dẻo, có món ăn vặt như là cơm cháy, chả bông, chân gà rút xương, sốt thái, khô gà lá chanh nha các bạn. Rồi các món chả quế, chả chiên, nem chua, thịt nguội. Đây mình thấy bán thêm nè, chả bông nè. Chả bông rồi bánh chưng các bạn. Các loại bánh chưng. Rồi bánh gây luôn. Khách chờ shipper đứng chờ cũng khá là đông nha các bạn. Em cũng mới về cỡ chưa tới tuần. Em về vài tháng rồi em qua bển lại. Anh bên đó anh ở đâu? Không, bên đó anh ở đâu? Dạ. Dạ. Thôi hãy nói lấy anh chào chào hoài cho em đang quay. Anh ăn rồi hả? Thấy ngon không? Có chứ. Để bị đáp sướng anh có. Dạ. Vậy chừng nào anh qua bánh lại? Cuối tháng 5. Em tới tháng 9 rồi mới đi rồi. Cuối tháng 5 mình đi chơi, có lẽ đi ăn Tết rồi. Chắc thân nhân ở đây còn thân nhân ở đây nhiều quá. Nhiều hết rồi. Dạ. Đây còn họ hàng và bà con. Dạ, dạ. Thôi em chúc anh có những ngày tháng chơi vui vẻ ha. Ok. Coi kênh em ha. Được. Dạ. Cảm ơn ạ. Cái lò rất là nóng các bạn, bánh mì nóng giò luôn. Rồi đây là những ổ bánh mì thịt đặc biệt các bạn. Có bơ, pate, rồi chà bông.
nhìn rất là thơm các bạn. Em có chín lớn rồi chị. Một thổ về nặng bao nhiêu em? Có cân? Gần nửa ký ha. Rồi ăn là cái này hơn nửa ký. À hơn nửa ký luôn. À, rau mình để riêng hay là bà có bỏ chung trong này? Để riêng thôi nhưng mà mỗi bỏ bánh mì là có bịch rau riêng vậy ha. Tất cả các nhân viên đều bận đồng phục bánh mì bà Vinh. Rất là nổi bật luôn. Đây là những cái phần rau để riêng các bạn, có hành nè, dưa leo nè, đồ chua hả các bạn, hành ngò ha, chứ không có như là thông thường là những cái bánh mì thì sẽ bỏ đồ chua và rau vào chung cái này để riêng nha. Mình thấy mọi người đều làm việc rất là tất bật luôn các bạn. Mình thấy pate rất là nhiều luôn, rồi bơ luôn. Những cái này mình tiến gần các bạn rất là thơm luôn. Và đặc biệt là ở đây toàn bộ là quán làm hết các bạn, bơ bà tê này. Là từ nhà làm đúng không? À. Rồi bánh mì là cái lò bánh mì luôn hả chị? Không có là bánh mì là dao phải không? Có lò. Bên làm có sợi. Chào bông gì chị? Chào bông gà trộn với trộn heo với thịt. Ổ đây là ổ đặc biệt hay sao? Dạ ổ lớn luôn mà nãy em có nói với anh là có cái chặt ổ lớn á, nên em đang là ổ lớn, làm cho ta xin hai ổ đặc biệt. Các loại giò thủ nè, da bao nè, chả lụa. Rồi đằng kia là cái ba rọi đó đùi không hả chị ha? Dạ, rồi thịt và mỡ rồi có da có ăn rất là béo luôn. Ở đây mình có thì cái nguyên liệu nó cũng như ổ nấu nhưng mà như như bơ ba tê á là nó đậm đà hơn. Nó sẽ cho nhiều hơn hả chị? Dạ đúng rồi. Ngoài bánh mì ra mình còn bán rất là nhiều thứ hả chị ha? Dạ đúng rồi, xôi mặn, xôi phúc, bánh giò, bánh bao, chả, giò thủ, rồi nem rồi đó anh. Ở bên kia nước no là của mình luôn hả chị? Dạ đúng rồi. Ở bên đây là ngồi ăn hả chị? Dạ đúng rồi. Ở ngoài đó là gì đó? Bên đó là bên đó là nhà ăn cho khách dùng lại. Làm liên tục luôn các bạn. Những cái bánh mì ổ lớn nè. Phải cắt đôi luôn. Trời ơi, chị bỏ thịt quá chừng luôn. Giờ bán chất lượng và uy tín nên khách rất là đông hả chị ha? Dạ. À, chị mình cho mình hỏi mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ mỗi ngày vậy chị? Dạ từ 6 giờ sáng tới 10 giờ tối luôn. Dạ. Mình có nghỉ ngày nào trong tuần không? Dạ không ạ. Bán suốt ha. Dạ. À, mấy chị làm liên tục các bạn. À, làm liên tục. Không kịp để giao luôn đó. Bên kia thì bỏ thịt, qua đây cái chị bỏ pate bơ. Đứng đầu. Tăng cường pate vô quá nhiều luôn. Pate mình thấy cái màu rất là anh thấy khói lên không? À, nóng hổi luôn, mới là mới trong lò ra luôn đấy các bạn. Dạ. Bốc khói là mờ ống kính luôn các bạn ơi. À, đụng tay cho thử này. Thấy bốc khói được rồi. Đụng vô là phải đeo bao tay, không đeo là bị người ta la. Quá thơm quá chị ơi. Anh phát trực tiếp cái gì? Không. Anh phát trực tiếp mà nói câu thơm người ta nghiện chết luôn á. Dạ, giờ mình còn edit lại. Thịt nè, bơ nè, chà bông nè. Đổ tay bơ bông nha. Đây các loại thịt trần bằng rồi chị cho pate vào. Pate là cho không thương tiếc luôn á. Cho không sợ lỗ luôn á. Rồi bơ, chà bông gà. Lúc này bánh mì ở đây ra rất là nhiều luôn rồi các bạn, cứ để sẵn. Rồi các em ở đây thì sẽ cắt rồi gói lại rồi để rau vào. 60. Mọi người đều làm việc rất là tất bật á. Bên kia thì bánh mì luôn được giữ nóng nha các bạn.
nằm ngay góc đường Nguyễn Trãi và đường Cống Quỳnh, quận nhất luôn các bạn. Đây quận nhất phải không chị? Dạ. Địa chỉ đây là số mấy chị? 185K đường Cống Quỳnh, quận nhất. Bán từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn, tha hồ nha các bạn. Tha hồ tới ăn ha, giờ giấc rất là thoải mái. Ở trên này có bảng giá nè, các bạn có thể nhìn vào và order. Mình có mấy cỡ giá chị? 70, 55? Dạ, có hai loại nè. Có size lớn là 70, size lớn 55, size đặc biệt là 70 á. À, mình đứng nóng hổi các bạn, đứng một hồi là mồ hôi đổ luôn. Tại vì pate mới lên rất là nóng luôn các bạn. Một ngày mình bán chắc là có tính được khoảng bao nhiêu số lượng bánh mì? 2.700 ghê nè. Rồi một ổ bánh mì đặc biệt 70.000. Rồi chắc là mình sẽ ngồi ăn ở đây review cho các bạn xem. Bên đây sẽ là nước giải khát các bạn, cũng là của bánh mì Bào Hinh luôn. Nước giải khát ở đây có thể mình nhiều sự lựa chọn nha các bạn. Tinh tố, rồi cà phê nè, rồi nước đóng chai, nước ép. À thôi, mình gọi ly cà phê sữa đá và review cho các bạn cùng xem. Đa số phần lớn là khách hàng sẽ mua và to go mang đi đó các bạn. Nhưng mà mình sẽ ngồi ăn review ở đây luôn. Và khi mà cũng có một cái phòng để mà ngồi ăn review đó các bạn. Nhưng mà bên đó mình thấy trong một cái phòng, một cái không gian nho nhỏ và có mở nhạc các bạn. Cho nên mình thích ngồi ở lộ thiên ngoài vỉa hè như thế này luôn. Ngồi ngay cái quán nước của Bào Vinh luôn. Thì mình sẽ ngồi ở đây mình ăn review cho các bạn cùng xem. Thì khi mình order đó các bạn đó. Thì ở đây bánh mì đặc biệt, thật là bánh mì thịt đặc biệt là 70.000 các bạn. Rồi một ly cà phê sữa đá thì 30.000. Nếu mà ly cà phê đá thì là 25. Coi như cái ổ bánh mì và cái phần cà phê này mình là đúng 100.000 luôn các bạn. Khi mình ăn review tại chỗ thì bên quán sẽ đưa cho mình một cái mâm bằng gỗ nè, rồi đựng bánh mì thì mình kêu cắt đôi nên đĩa nào sẽ để vào cái dĩa cũng bằng gỗ luôn, rất là dễ thương luôn các bạn. Mình mời các bạn cùng dùng với mình nha. Rồi đây là ly cà phê sữa đá các bạn, 30k. Uống cà phê sữa đá kiểu Việt Nam nha các bạn, có sữa ngọt ngào rồi cái vị cà phê có đá nó mát lạnh á, và cái vị nó đắng đắng cái vị cà phê rất là nặng luôn cho các bạn. Người ta nói là phải là hơn khoảng nửa ký đó các bạn, khoảng 500g á. Đây là ổ bánh mì được cắt đôi đó các bạn, như hồi nãy mình quay đó các bạn thấy rồi đó. Thịt chả các loại luôn, giò thủ, rồi chà bông, pate rất là thơm, rồi bơ các bạn. Rồi có cái khăn giấy cho mình đó ha. Rau thì mình thấy có cái đồ chua các bạn, củ cải trắng, củ cải đỏ, rồi những cái lát ớt ha, hành và đậu hành, rồi lát dưa leo, ngò đó các bạn. Quán cũng cho mình một cái bao tay để có thể mình bóc ăn đó các bạn. Những người nào đi làm mà ngồi ăn á, thì bóc xong rồi sợ đi làm dơ tay, hôi tay đó, thì có thể sử dụng á. Còn mình thì tùy các bạn, mình không mình bóc bằng tay luôn cũng được mà. Bánh mì còn nóng hổi lắm các bạn, pate cũng còn rất là nóng luôn. Pate nóng, ăn rất là mềm mại và bùi, và đặc biệt là cái mùi rất là thơm luôn các bạn ơi.
khách đậu xe hơi đến mua luôn nha các bạn. Ngay góc đường rất là tấp nập luôn. Các bạn thấy bánh mì ra, những cái giá bao các bạn, rồi các loại chả lụa ha, giò thủ, rồi chà bông các bạn, rồi bơ nữa, bơ rất béo rất thơm luôn. Bánh mì thì nóng giòn ha, bỏ một ít ớt vào nè. Dĩa rau để riêng ha, mình ăn tới đâu mình sẽ bốc ăn tới đó. Nếu mà rau mà để riêng như vậy thì mình thấy nó rất là nhiều lúa bạn, nếu mà bỏ vô ổ bánh mì thì rau nó sao cũng không thể bỏ được nhiều như vậy đâu. Bỏ ở ngoài thì mình thấy phần rau dưa rồi rất là nhiều. Cái loại chả thì nó ốp cũng rất là vừa ăn các bạn. Cái chả lụa thì nó có độ dai dai á. Đây đậu chua các bạn. Đậu chua thì giòn rụm các bạn ơi. Rất đậu chua vừa phải và ăn đậu chua rất là giòn. Hành lá đậu hành. Cái phần bơ và ba tê nó mới ra các bạn. Mình ăn nó còn nóng hổi à. Và nó thơm và nó béo nữa. Hành ngò đầy đủ luôn nha các bạn. Bờ ba tê nó càng ra ngoài luôn. Cái chà bông thì nó mặn mặn các bạn. Rồi ngay trên dưới hè giữa đường giữa xá luôn các bạn, ăn ổ bánh mì. Lúc mà mình còn ở Việt Nam thì chưa có bánh mì Bảo Huynh các bạn. Khi mình đi qua Mỹ rồi thì sau này mới mở sau này. Mình ăn kèm với lại dưa leo, các loại đồ chua, rau thì nó đỡ cái độ ngậy của độ béo ha. Cái vị trí ngay góc ngã tư đường Nguyễn Trãi và đường Cống Quỳnh Quận Nhất, cái vị trí này để kinh doanh buôn bán thì mình thấy cũng khá là đắc địa đó các bạn. Tiền mặt bằng đồ thì cũng số tiền lớn nha, không hề rẻ nha các bạn. Mình thấy bánh mì Bảo Huynh bán rất đắt luôn, khách và shipper xếp hàng mua rất nhiều. Hình như là pate bơ thịt chả ở đây có bán riêng các bạn. Các bạn nào thích ăn á thì có thể mua đem về. Ba tê chả rồi này kia các bạn. Một ổ bánh mì đặc biệt 70 ngàn ở bánh mì Bảo Huynh. Mình nghĩ là một ổ cắt đôi, hai người đi ăn cũng được nha. Ai có bạn gái có bộ bệnh gì đi hai người dẫn tới ăn là cũng no nê luôn các bạn. Thịt thà rất là nhiều. Đặc biệt pate và bơ thơm đó các bạn, đem ra còn nóng hổi à. Mình thấy khách xếp hàng và mua cũng rất là nhiều luôn các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mình chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ, an lành, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn nha. Các bạn nhớ đón xem những video tiếp theo của mình. Khi ở Việt Nam các bạn, mình sẽ cố gắng làm thật nhiều video để cho các bạn cùng xem. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn các bạn video sau nhé. Bye bye.